Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tư vấn du học Thụy Sĩ của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Hôm nay xin giúp các bạn tìm hiểu về giáo dục đại học tại Thụy Sĩ thì như thế nào. Thì giáo dục đại học Thụy Sĩ được chia làm hai nhóm chính. Thứ nhất là các trường đại học tổng hợp dành cho những học sinh theo học chương trình văn hóa chung. Ở Thụy Sĩ thì có khoảng 12 trường đại học tổng hợp, gồm 10 trường trực thuộc bang và 2 trường bách khoa trực thuộc liên bang, mỗi trường có nhiều chi nhánh. Các trường thì trực thuộc bang có cơ cấu tổ chức tương đối giống nhau. Đa số các trường đều có khoa kinh tế, khoa luật, khoa học chính xác, khoa học xã hội. Hai trường đại học bách khoa thì đào tạo kỹ sư ở các môn học chính xác, khoa học tự nhiên. Thứ hai là các trường đại học chuyên ngành dành cho những học sinh có nghề từ trung học phổ thông muốn đạt trình độ đại học và học nghề. Về mặt trình độ hay là bằng cấp của các trường thì hoàn toàn tương đương với các trường đại học tổng hợp kể trên. Điểm khác nhau duy nhất là các trường này đặc biệt chú trọng đến thực hành trong các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, nhạc, nghệ thuật, y tế, quản lý hành chính. Những chuyên ngành trên cũng được dạy trong các trường đại học tổng hợp. Thụy Sĩ thì không những có thể học tập bằng 3 ngôn ngữ chính thức mà còn có thể học bằng tiếng Anh. Các trường đại học hiện đang cung cấp rất nhiều các chương trình cao học được dạy toàn bộ hoặc là một phần bằng tiếng Anh. Năm học thì thường bắt đầu vào tháng 9 ở Thụy Sĩ. Nếu bạn có ý định du học Thụy Sĩ thì hãy liên hệ ngay đến Tân Đại Dương chuyên tư vấn du học vào số là 083-848-4879 hay là 083-838-2080 để được lựa chọn trường có lịch học đúng thời điểm. Thông tin về học phí và học bổng thì bạn có thể tham khảo tại website của Tân Đại Dương là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Học phí ở các trường đại học công lập của Thụy Sĩ thì tương đối thấp. Sinh viên có thể lựa chọn bất cứ một chuyên ngành nào theo mong muốn như là quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, công nghệ thông tin, môi trường, v.v. Và dịch vụ ngân hàng, khách sạn và du lịch là thế mạnh của giáo dục đào tạo Thụy Sĩ. Thụy Sĩ có hệ thống trường tư lên tới 250 trường. Hệ thống giáo dục tư thục quốc tế của Thụy Sĩ đã nổi tiếng thế giới qua hàng thế kỷ. Và mọi thắc mắc về trường, học bổng, thủ tục du học, học phí thì các bạn hãy liên hệ đến công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương qua số điện thoại là 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty theo địa chỉ 148-1 Trần Văn Khải, phường Tân Định, quận Nhất để chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Và bạn Như Thảo đến từ Đồng Nai thì cũng có một cái câu hỏi muốn hỏi chương trình, đó là phải chăng là đi du học Thụy Sĩ thì học sinh sẽ không phải xin visa như là đi du lịch các nước châu Âu phải không thưa cô? Đây là một câu hỏi rất là hay và rất nhiều bạn khi du học ở châu Âu rất là quan tâm. Như các bạn biết, Thụy Sĩ nằm ở khu vực trung tâm châu Âu, tức là nằm ở Trung Âu. Từ ngày 12 tháng 12 năm 2008, Thụy Sĩ đã chính thức mở cửa biên giới với các nước thuộc khối Schengen như Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, v.v. Vì vậy, khi du học sinh có visa vào du học tại Thụy Sĩ thì vào những kỳ nghỉ, họ có thể dễ dàng đi du lịch vòng quanh 23 nước thành viên còn lại trong khối Schengen. Quý khán giả thân mến, hẳn là quý vị cũng đã thấy rằng là chúng ta có rất nhiều những thông tin bổ ích về đất nước, con người cũng như là nền giáo dục của Thụy Sĩ. Và chắc chắn rằng đây sẽ là những thông tin để giúp cho quý vị và các bạn sẽ có được những cái hành trang cần thiết để mà chúng ta lựa chọn Thụy Sĩ là đất nước đến du học. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh.
với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn. Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0838484879, 0989006890. Website www.tandaiduong.edu.vn.